Mình đóng hàng cho bạn Hoàng Thanh Tú à. Hoàng Thanh Tú ngã ba Hồng Việt, cách bệnh viện Hoàng An 100m, thị trấn Nước Hải huyện Hoàng An, Cao Bằng. Cao Bằng luôn. Rồi, bạn bắt một cây bút thử điện là 0039. Đây, là 0039. Đây. Rồi mình sẽ bỏ vô cái bao cho bạn, tại vì cái này nó nhỏ so với cái này đó. Bỏ vô cái bao tiếp. Rồi mình trước tiên mình kiểm tra cái con nội trước nha. Bỏ vô bao tiếp mình trước kiểm tra nội trước. Rồi bạn thấy nó ở dưới đất này nó có một cái khóa ha. Bạn lấy cái tay nè, ở đây nó có cái gặn. Bạn khóa một nửa vòng nha, xoay nửa vòng thì là chặt. Đây nửa vòng thì là chặt ha. Còn khi mà bạn còn lại đây. Xả bạn cũng xả nửa dòng thôi chứ đừng có dặn nhiều quá dòng nó sẽ chảy ra thôi, chỉ nửa dòng thôi. Rồi, bấm thật các bạn luôn. Đây là cái viết rồi, viết mình để bên này, để đây cho bạn luôn. Mỗi cây này lấy tao không chặt. Bút thử điện nằm trong đây. Cao Bằng đâu? Cao Bằng đây sao? Đó là dài lắm. Đó chưa? Lúc quài rồi. Mày không chịu gọt ngay cái phần đầu. Gọt tại quán xéo thì gọt. Có cái phần đầu mà tôi quán thấy gọt. Phần đầu này nó bị dính mà. Mày nói gì nhà rồi. Thôi được rồi.
mày coi là cái đi lấy cái đầu cái quấn lại á, lại.